Mình xin chào các bạn nha. Nội dung video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta sẽ bật cái phần lọc nội dung an toàn khi mà các bạn nhắn tin trên cái mạng xã hội TikTok nha. Thì nếu như các bạn muốn nhắn tin và trò chuyện trên ứng dụng TikTok mà các bạn muốn bật cái chế độ đó là lọc những cái nội dung an toàn và với những cái nội dung mà các bạn cảm thấy không phù hợp, hoặc là các bạn có thể thêm những cái từ khóa, và khi những cái từ khóa này nó xuất hiện ở trong cái mục nhắn tin thì ứng dụng TikTok nó sẽ tự động nó chặn và các bạn không cần phải thực hiện cái việc là chặn thủ công bằng tay. Và để thực hiện cái việc đó là bật cái chế độ an toàn và cũng như là lọc những cái từ khóa không phù hợp trên ứng dụng TikTok khi mà các bạn nhắn tin ở trên ứng dụng này, thì đầu tiên các bạn có thể là mở cái ứng dụng TikTok ở trên điện thoại các bạn lên. Ở trong cái ứng dụng TikTok này thì các bạn có thể là bấm vào cái phần là hồ sơ trang cá nhân ở đây, và các bạn chọn cho mình vào cái phần là ba dấu gạch ở bên góc bên phải của màn hình. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn là phần là cài đặt và quyền riêng tư. Ở trong cái phần cài đặt và quyền riêng tư này, các bạn chọn tiếp vào phần là quyền riêng tư. Và ở đây thì các bạn sẽ tìm đến cái mục đó là tin nhắn trực tiếp, các bạn bấm vào. Ở trong cái mục tin nhắn trực tiếp này nó sẽ có một cái phần đó là công cụ an toàn, và nó sẽ ghi là chế độ an toàn. Các tin nhắn có thể đến từ những nguồn không an toàn sẽ xuất hiện trong yêu cầu đã lọc, cho đến khi bạn trả lời những tin nhắn đó, bạn sẽ không nhận được thông báo về các yêu cầu đã lọc mới. Và các bạn nên bật cái phần chế độ an toàn này lên để chúng ta có thể là nhắn tin khi mà những cái nguồn không an toàn nó sẽ xuất hiện ở trong những cái tin nhắn chờ, và các bạn sẽ không nhận được thông báo từ những cái tin nhắn chờ như thế này. Và khi nào mà các bạn vào xem cái nội dung tin nhắn mà các bạn trả lời thì nó mới xuất hiện ở trong cái nội dung tin nhắn của các bạn. Tiếp theo thì các bạn nên bật cho mình thêm cái phần đó là bộ lọc khỏa thân. Thì với cái tính năng này nó sẽ cho phép các bạn che những cái thông tin có chứa những cái nội dung khỏa thân ở trong cuộc trò chuyện của các bạn trước khi mà các bạn kịp đọc chúng, thì các bạn nên bật cái phần này lên. Và ở đây thì các bạn có thể là thêm cái phần đó là từ khóa đã lọc, các bạn bấm vào phần từ khóa đã lọc. Các bạn nên bật cái phần này lên và các bạn có thể thêm những cái từ khóa mà các bạn muốn lọc. Sau đó thì mình sẽ nhấn vào phần thêm. Và khi mà cái phần này được kích hoạt lên thì mỗi khi mà trong tin nhắn của mình nó xuất hiện cái nội dung có liên quan đến những từ khóa mà mình đã thêm như thế này thì nó sẽ tự động nó lọc ra và nó sẽ không hiển thị trong cái mục tin nhắn của mình nữa. Và như vậy trên đây chính là những cái cách để các bạn có thể là nhắn tin và trò chuyện ở trên ứng dụng TikTok một cách an toàn hơn, tránh những cái trường hợp là các bạn có thể là nhận được những cái nội dung nó không phù hợp, hoặc là các bạn có thể là kiểm soát được những cái nội dung nhắn tin ở trên ứng dụng TikTok này, trong trường hợp là các bạn cho con cái các bạn sử dụng cái ứng dụng mạng xã hội này.